đâu con nữa, bà con nữa. Chết cha. Kìa hết cho các thân y chưa? À, để đưa thân y đây nữa. Lung tung dẫm lên cả đồ. Nghỉ hết rồi, Thọ đi về hết rồi. Leng keng, leng keng. Ờ, thì đêm khuya thì để bây giờ mình gửi hàng, mình mổ cho anh em bao IC, mình hướng dẫn mọi người mổ này. Đó, có nhiều anh em mổ chết. Đóng lại cửa quá. Khép lại bớt chục rồi. Kéo lại em cái cửa chú ơi. Rồi. Sẽ hướng dẫn cho toàn thể anh em nha. Rồi anh em xem cảm thấy video này hay thì chúng ta cho cái quả sẻ. Cảm ơn mọi người. Chú anh đâu? Chú em đâu trên kia đâu rồi? Mới đây dục đâu mà biết. Em lung tung hết. Kia gà rớt, kia gà lượn lên. Đúng không? Sao rớt đấy? Sao rớt đấy em? Ừ. Đúng rồi. Bà đi rồi. Mày ngủ mẹ tí xong rồi đi dậy tắm chạy xuống hoặc chết luôn luôn của anh là tuần nó đủ thế. Rồi anh em xem video này hay anh em chia sẻ nhé. Em hôm nay sẽ mổ 3 cục SI. SI này SI của bóng đèn Halloween. Đấy, bóng đèn halogen. Bóng đèn sẽ đốt 2015 cho tới 2018. À, ký hiệu mang 2ND0. Rồi. Nếu anh em nào xem thì chúng ta hãy cho cái chia sẻ. Cảm ơn mọi người. Rồi đầu tiên cái này thì anh em mở tour một lần thì anh em sẽ có một cái khuôn và chúng ta sẽ tạo cho, không cần phải mất tiền mua. Đúng không ạ? Đấy, không cần phải mất tiền mua. Đây, tất cả cái này là khuôn mình ở đây, từ khuôn đọc key cho tới khuôn remap mở tour.
cho tất cả những dòng xe A. Rồi cái này là 2015, cái này 2021, cái này 2019. Đấy, thì mình cứ cắt liên tục bởi vì có nhiều anh em có nhu cầu mua máy thì mình tặng, mình cắt. Rồi, cái này sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2019. Thì anh em hãy để như thế này. Đó, 2019. Được chưa? Đó, 2019. Đây. Cái này sẽ là 2015. 2019 anh em đặt như thế này. Mũi tên đi lên, mình sẽ đánh cái dấu cho anh em. Ok. Này 2015. Được chưa? Vẽ lại. Đó. Đấy thì cả nhà chỉ cần để như thế này thôi, hướng đi lên 2015 này. Đó, không có gì khó cả. Đấy, nó chỉ là dây lát thôi. Đấy, mình sẽ làm một cách chậm nhất cho mọi người. Đấy, những anh em nào đang xem thì chúng ta qua quạt xẻ, tắt quạt đi thì lại nóng thế. Ốm mẹ rồi. Đây mà để lên. Nhìn qua điện thoại hơi bị khó tí nha anh em. Mình phải nhìn qua điện thoại hơi bị khó anh em chia sẻ. Cho em cái chia sẻ thì những anh em nào mở IC hãy chậm, Toán sẽ là một người chậm nhất cho anh em đêm nay, cho anh em thoải mái. À, chậm nhẹ nhàng. Như kiểu mà chúng ta ru yêu ấy. Một cách mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhất đêm nay. Nói với vậy tí ạ. Nhẹ như sơ lôn trô. Ba bài một đứa, một tay cái sơ đứa gì là đéo có đóng kèo. Rồi, ok. Thì cái khuôn này mình làm như này thì tất cả anh em mộ ở dưới này nó sẽ không bao giờ vướng vào linh kiện. Ví dụ là chan hay là điện trở. Khi anh em mở cái khung này nó sẽ lớn hơn. Thì có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ vấp phải điện trở. Nhiều lúc anh em bấy lên cái lớp keo thì vô tình nó bay mất con điện trở. Thì lúc này nó sẽ ngay ở cái đường bo mặt. Thì không may nó sẽ xuất hiện cái lối số 12 là cái lối tín hiệu đầu vào, tín hiệu CKB. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý. Anh em mình chờ trong giây lát. Đó, ok, mình sẽ lấy cái bút này mình kẻ. Giờ khi mà anh em đã làm ok cái miếng này, cái miếng này khoét hết tất cả những hộp IC của những cái dòng xe của Yamaha Exai. Rồi, ok. Đó, tiếp tục mình làm khuôn thì mình làm cho nó hết luôn. Đấy, nó chỉ cần anh em mở một lần ra thì chúng ta sẽ lấy cái này sẽ là cái gì đâu, miếng phim mà. Đấy, miếng phim mà ra điện thoại thì khá là nhiều nha anh em, phim dán màn hình của những cái dòng xe Nvis. Đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ nhìn này, nó vuông góc đấy. Còn anh em nào dư giả thì mua cái khuôn đấy, nó cũng làm như vậy thôi, chưa chắc nhanh hơn mình nha. Nếu mà để mình làm nhanh thì khuôn chưa chắc nhanh bằng mình. Rồi xong ba cục. Rồi, lúc này chúng ta cất khuôn. Tất cả đây là những cái khuôn mà để chúng ta mở tất cả những hộp SU. Đấy, xong. Rồi, thì vấn đề lúc này anh em dùng cái mỏ hàn nào cũng được. Miễn sao nó cắt được cái lớp nhựa này. Thì mình cứ hay dùng cái mỏ hàn sung này. Nhiều anh em bảo chết linh kiện. Đấy. Mình thì chưa bao giờ chết trừ khi là cái dây đồng này các bạn làm mỏng quá, các bạn không chịu thay thì nó đứt cái dây đồng này thì nó mới chết thôi nha. Còn cái đồng mà các bạn chịu khó thay và đập dẹp liên tục như thế này thì đúng là anh em hàn ít thì một năm chắc chưa thay cái mũi này bao giờ, do anh em quá
ở trạng thái nó quá mòn. Đấy. Ok, cái màu hàn này thì nó sung mà. Đấy. Thì anh em này coi video thì anh em cảm thấy có hữu ích thì anh em chia sẻ. Thì anh em lấy cái điện nó sáng ấy nha. Mình ở đây hơi bị tối. Mình nhìn qua điện thoại chút. Đấy, hiểu chưa? Chúng ta dí. Ok. Rồi chúng ta cắt. Ốc này, ốc cái màu hàn này nó hơi bị lỏng nha anh em. Đó. Chúng ta nên siết lại. Nó chặt thì đương nhiên nó sẽ nóng nhanh hơn. Đừng để ốc nó lỏng. Rồi. Lúc này đã hoàn tất. Nếu anh em có cái rẻ quần jean thì chúng ta vuốt cái màu hàn này chúng ta lau luôn nha. Mình ở đây thì mình lấy cái bàn này cho mọi người coi cho nó dễ. Rồi chúng ta nhân tiện có cái này nhọn nhọn này, rửa bông tay. Đấy, những cái này là cung cấp cho anh em, những người thần y chúng ta luôn luôn có cái rũa này, rũa tay vân vân. Đấy, chúng ta sẽ bật lên. Ok chưa? Ừ. Rồi, cái này tí nữa anh em sẽ hàn lại. Nó đơn giản như kiểu hàn nhựa thôi. Chúng ta hãy để gọn một cái vị trí nào đó. Nó đơn giản mà. Thì cái khó nhất là cái lớp keo này. Đấy, bây giờ anh em phải từ từ làm sao để anh em bấy lên. Thứ nhất là anh em hơ hộp quẹt cho nó nóng, anh em cắt. Đấy, anh em bẩy lên thì lớp này cái keo nó không còn nhầy nhầy. Còn anh em bây giờ cứ cố tình lấy vật nhọn anh em bật để lên thì không may nó sẽ vào bo. Đấy, và đồng thời nhiều lúc nó rổ lên thì tử, thì chở. Còn mình dám cam đoan với anh em ở khu này mình móc thì nó sẽ không dính bất kỳ một con đỉa chở hay là một con cha nào. Đấy, bởi vì nó nằm trong phạm vi mà mình được căn chuẩn nhất. Thì anh em cứ yên tâm. Anh lấy gì vậy? À, đấy anh em, ví dụ có cái thơ, có cái rẻ quần jean này. Đấy, cái này nó dính ấy thì anh em lau ở đây. Đấy, ăn chai này. Ăn thì khá là ok. Thì những anh em nào mới vào nghề thì chúng ta không nên lấy cái vật nhọn này quá. Cái này là cái nhím. Cái nhím này nó khá là nhọn. Ăn cửu hoàng. Lúc đầu em móc hỏng một cục. Giờ thì ok rồi đấy. Những anh em mình hỏng thì chúng ta nói hỏng. Chẳng ai ở đây vấn đề không hỏng cả. Khi chúng ta lần đầu làm chẳng có cái gì cả. Nếu chúng ta sợ quê cũng chẳng ai cho chúng ta cái quê cả. Nên nhiều anh em làm chết khá là nhiều. Mình ở đây dùng cái vật nhọn luôn. Đấy. Mình nhìn qua điện thoại nó hơi bị khó nha mọi người. Để mình hơi bị nghiêng nghiêng qua chút đi. Mắt dạo này nhìn điện thoại nhiều quá, like nhiều quá, nó yếu luôn rồi. Đấy, ở đây bình thường nó phải bán kính khoảng 30-40 phân. Từ cái điện thoại đang chiếu cho anh em nó rơi vào khoảng 40 phân. Mình phải nhìn qua điện thoại nữa. Ở đây thứ nhất là ánh đèn nó không đủ sáng. Anh em muốn làm cái này chúng ta phải có cái đèn. Cái đèn học của các em ấy. Đấy, soi vào thì nó sẽ nhìn thấy là tinh túy hơn. Còn mình quen rồi. Đấy. 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 Thầy, bậc thầy, chuẩn bị thầy xuống núi. Đó, thầy là vẽ khuôn. Mai thích thì em cắt cho ăn cái. Cái phim này ngày mai em cho ăn tấm. Thôi mình cứ để điện thoại ở giữa đi. Thì anh em muốn lấy cái nhựa ra thì anh em có thể lấy quẹt hơ trong miếng sắt gì để chúng ta cắt. Còn này mình quen rồi này. Đấy, anh em không cắt thì lúc này nó sẽ bị nhầy. Ok chưa? Đấy. Ok này. Mình bấy lên luôn này. Ok. Cảm thấy nó quen. Hy vọng nó đừng có hư đêm nay vì đang làm rất chậm đi. Ok. Thì lúc này anh em sẽ bấy. Đấy, bởi vì chúng ta cắt hết rồi. Nó bớt nhầy 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 rồi. Bây giờ nó chỉ có dính ở dưới cái bo, ở dưới bên men này thôi. Còn Edside của 2019, cái loại đèn led ấy, thì cái keo nó dễ hơn. Đấy, còn cái keo này thì nó hơi bị nhầy. Em xin chào anh Hoàng Hà, khỏe luôn chứ anh trai? Có dịp em về Nam Định ghé thăm gia đình anh chị. Công việc bữa nay tốt chứ anh? Đấy, chúng ta lấy cái gì để chúng ta tựa vào đây này. Làm chúng ta luôn luôn phải có cái điểm tựa. Làm cái gì cũng vậy. Đấy. Xem nào, mọi người nhìn thấy không? Em phải nhìn qua điện thoại nó khá là mệt. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ cắt rồi, nó bớt nhầy này. Đó. Này nó hơi bị xa. Anh em cứ làm từ từ này, đấy, nó có cái nhím nó cắp lên. Nhẹ nhẹ nhàng thôi, anh em không quen thì 5 phút. Không đi đâu mà nôn hết cái lớp keo này, nó nhầy này. Đó. Sao anh? Cái đó 2021. Hơi bị tối nha anh em. Để em cố gắng em bẩy. Do biếng lấy cái đèn quá. Đấy, cái keo này rất khó chịu này mọi người, thấy không? Keo nhầy. Thấy chưa? Nên mọi người cứ lỡ tay cái mọi người đâm tới đây là dính mặt bo ngay. Đó, keo dưới này nhầy này. Em bấy cho mọi người này đó. Hơi bị tối luôn rồi anh em ạ. Nói chung là phút này thì chúng ta làm cái này thì để như thế này không có điện thì hơi bị tối á. Được chưa? Mình hy vọng rằng đêm nay nó không hư. Nhầy hả? Mình thì hơi tí hơi ẩu với cái này này. Rồi anh em nhìn thấy bo rồi đấy. Ở đây là chỉ cần anh em không trọt đứt mặt thôi. Còn tất cả ở đây nó đều không có trở ở khu vực này. Keo rất nhầy. Anh em thấy không? Đấy, chúng ta móc, Tuấn sẽ móc ra cho anh em. Đấy, cứ nhẹ nhàng nhầy. Thấy chưa? Đấy thì lúc này nó đã hở cái bo ra rồi. Đấy, chắc là xa quá mọi người sẽ không nhìn thấy. Tuấn sẽ cố gắng nạy cái lớp keo cho rộng thêm tí. Đó, ok. Cái lớp này thì không bao giờ nó dính cái gì nó nguy hiểm cả. Đó, rồi, đây anh em sẽ nhìn thấy rồi đó. Mình sẽ bới ra chút. Còn nhiều anh em bây giờ khoét nó to quá thì đương nhiên nó sẽ bay điện trở, báo cái lỗi 12 là chuyện bình thường. Có cây chắc cua mình nhỉ. Đấy. Ok anh em nhìn thấy này. Mình sẽ bật ballast lên. Đấy, lúc này anh em thì thấy vị trí không? Thì chúng ta lúc này chỉ cần cắm cái cây vào là xong. Ở đây sẽ là que trên, một anh em cắm ngay điểm chì, hai là cái lỗ này. Và bên này anh em sẽ di bên dưới này có. Đấy. Đây luôn. Đấy. Ở dưới đó nó có cái điểm chì và một cái lỗ ở bên hông tay phải. Nếu chúng ta mổ qua bên góc phải như thế này một tí nữa thì đương nhiên chúng ta sẽ cắm vào cái lỗ đấy. Không có bây giờ chúng ta sẽ cắm vào luôn điểm chì. Đó, keo này nó hơi bị nhầy nhầy. Nhầy hả? Đấy. Đấy, gặp cái nhím này có nhựa thông nữa, nó hay bị dính thì anh em phải vệ sinh nha. Chúng ta lấy xăng ấy, chúng ta rửa. Mình thì lúc nãy muộn quá rồi. Ok. Đấy, mục tiêu đã có, đã hở hai chân chì ra, cố gắng mình băn. Còn anh em ở nhà thì không cần như vậy đâu. Anh em chỉ cần nó nhú lên cái là anh em tiêm vào là xong. Đấy, các bạn thấy không? Đây, đấy, chân bên dưới. Chì, mình nhìn qua điện thoại luôn này. Cái này thì anh em làm đam mê này thì anh em phải mắt tinh. 17 chào 77. Em có muốn dịp ra Hà Nội lắm, nhưng để em xếp sắp công việc. Có rất nhiều vừa rồi em đăng. Thì có nhiều anh em hỏi thăm bảo khi nào ra Hà Nội cho mình tham gia khóa học full combo. Thì em đang cố gắng sắp xếp công việc. Ít bữa nữa em phải đi học cái bằng ô tô nữa rồi, nó đang bị vướng. Để nếu mà em xếp sắp được thì hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau Hà Nội giao lưu một bữa nhá. Đấy, anh em nào tập trung gì đấy. Coi như cuộc đời chúng ta có duyên. Đấy, gặp nhau được một lần thì chúng ta sẽ gặp mặt hàn duyên. Đó, ok chưa? Thôi thì tới đây rồi em cũng không móc thêm nhiều nữa. Đấy thì chúng ta lúc này chúng ta sẽ tua. Cả nhà nhìn thấy không? Đó, hai vị trí, hai cái nốt chì hàn đấy. Đó, hai nốt chì hàn, anh thấy không? Đó, hai nốt chì hàn. Thì một lần anh em mở như vậy thì anh em có vị trí thì anh em có thể độ cho mình cái khuôn. Đấy, khuôn ở đâu là khuôn của anh em. Đấy, chúng ta cắt một cái khuôn để chúng ta nhớ cái vị trí chúng ta khui. Nó bằng nhựa thôi. Rồi thì lúc này mình sẽ sử dụng máy. Rồi còn anh em nào không biết cái app nó nằm ở đâu thì anh em hãy vào sử dụng cái máy
Smart Tool thì chúng ta nên vào ALL Moto. Rồi thì chúng ta sẽ vào cái tra cứu có cái kính lúp. Anh em chọn với tương ứng cái đời xe IA, dòng xe đây, S25-2018. Rồi anh em kích vào. Thì lúc này anh em sẽ nhấn ngay ở vị trí Remap Tuning. Đó, cực kỳ đơn giản. Chúng ta chờ xuất hiện ra. Thì ở đây sẽ là cái chân màu đỏ, chúng ta sẽ cắm vào cái chân 21 pin. Và chân màu tím chúng ta gắn 20 pin. Đó, 22 chúng ta đưa vào một chân. Và 21. Cục IC anh em quay hướng như thế này. Thì rắc này sẽ là 11. Ba hàng sẽ là 33. Đấy thì anh em cứ vậy chúng ta sẽ chọt vào 1, 11, 12, 22, 21, 20, 2 chân sát. Đấy, đây sẽ là 22, anh em đếm 21 và 20 cắm sát 2 chân này. Với vị trí cái dây màu đỏ. Rồi chúng ta sẽ cắm vào chân 21. Rồi cái chân màu tím chúng ta sẽ cắm sát bên, nó sẽ là chân 20. Đó, lúc này đã thành công. Ví dụ như thế, ở con IC này chưa mổ. Rồi. Rồi. Ok. Đấy thì anh em hãy lấy cái gì đặt vào vị trí ở đây. Cho nó điểm tựa cho nó chắc. Đấy. Rồi thì vị trí ở đây thì lúc nãy anh em đã nhìn thấy đây. Đấy. Đó, lúc nãy mình sái mổ trên này, anh em có thể cắm vào hoặc là hàn vào cái mối chì. Thì tốt nhất anh em hãy cắm vào cái lỗ hoặc là cắm vào cái đầu chì. Cái dây màu vàng ở đây thì anh em có thể cắm vào cái lỗ này hoặc là cái mối chì nó sát nhau. Thì em ơi, anh đang dạy online nhá. Thở về hết rồi. Đó. Ok. Thì ở đây anh em, tại sao anh em mở to này, anh em bay những con điện trở này ra này. Ở dưới này có một chan 3 chân này. Đấy, anh em bấy những con này ra thì nó sẽ báo lỗi 12. Đấy, do ở trong cái màn hình này nó phóng lên to như vậy. Nhưng anh em mở trong bo, anh em khuân như này, ở dưới này sẽ có chan 3 chân. Đấy, điện trở. Đấy, anh em bấy cái này phát nhiều lúc xuất hiện cái lỗi ngay. Anh em cẩn thận, những điện trở khá là nhỏ. Anh em thấy đường dây nó chạy không? Đấy, thì anh em bấy cái bay chỗ này ngay. Bởi vì chúng ta lột keo. Còn mình ở đây mình cắt cho anh em khoanh phúc ở đây thì đương nhiên không có cái gì. Đó, anh em lưu ý. Anh đang học dạy online, em vào dạy được giùm anh cái, anh vá cho dạy được không? Hả? Không được em, anh nghỉ rồi, thợ đi về hết rồi. Anh có làm đâu. Nhá, anh đứng đây anh dạy, anh mượn cái tiệm anh dạy online thôi em ơi. Đó, anh em lưu ý. Đó thì dây màu vàng, dây màu cam. Rồi dây màu vàng ở bên dưới, dây màu cam ở bên trên. Đó, vàng bên dưới, cam bên trên. Thì anh em hãy tập trung cắm vào. Mình sẽ đưa cái camera cho nó thấp xuống. Rồi lúc này mình sẽ kết nối với cái máy Smart Tool. Bản này phải bản là bản G hoặc là R cộng thì anh em mới tua được nha. Mới bản G hoặc R cộng, anh em phải có cộng cáp này thì anh em mới tua, mới mở tua được. Mình sẽ để qua đây. Giờ này vá lốp vá lang gì mà ăn, giờ này đâu còn sức khỏe để vá lốp đâu em ơi. Khổ ghê gớm. Motocan thì bó phép. Sửa xe Hưng Phát ra ngoài này giờ này mà thay ruột kiếm cái 50 ngàn. Đấy, đêm lọng quạng kiếm 100 ngàn. Ngày mai ăn sáng uống cà phê tiêu không hết chú ạ. Ngoài tháng một tháng có 10 củ. Đấy, kiếm thêm bỏ túi. Nhanh để cuộc đời thay đổi. Rồi
Thì lúc này chúng ta sẽ vào gì vấn đề remapping. Mình sẽ làm một cách chậm nhất, bấm enter vào Yamaha. Chúng ta nhớ vào đúng cái đời xe. Đó, S215218 2NDO2P. Anh em lưu ý. Gì? Đúng rồi, anh chấm rưỡi. Chấm rưỡi gì? Bữa còn nợ anh 150. Bữa cái bình từ tiền ấy rồi ra. Từ tiền gì? Bữa từ tiền gì đó, bữa tối em anh ngồi nói từ tiền gì em cũng có lưng đây nè. Còn nhớ anh nợ chấm rưỡi ghi số mà. Ta nợ mày bao nhiêu? Ta nợ mày 20 nữa. Em nợ anh 150. Ờ, mấy cái bình nữa. Em nợ anh 150. Là tiền bình 200 mấy, 29 á. Ờ. Bữa trừ tiền gì ra còn 150 á. Ta nợ mày tiền gì mày? Thì vậy em mới nói là ông nhớ này mà bữa tấu em anh ngầu nó nói đó nhớ không? Ta nợ mày 20 ngàn như kia, ta chưa thối cho mày 10 nghìn bữa mua chai dầu nhớt gì ở trên tiệm kia chạy lon con mà 80 hay 90 được 100 ngàn thiếu 10 ngàn nữa. Chặt mặt mày giờ. Phải. Rồi thiếu nữa anh livestream nợ 10 ngàn cho mày. Ừ. Hôm bữa nói còn nhiêu nàng 250 gì ạ? 250 gì ạ? 250. Bữa lên kia mua chai nhớt đưa 100 ngàn không có tiền thúi mà bán 90 còn thiếu 10 nghìn. Ừ. Hay quá, anh đi nợ chú. Đánh cấp. Riêng anh mẹ sống lúc này ai chất ai dạo này bán được SH rồi được ghê á. Biết rồi, đó là làm đi có tiền ngay mà cứ đi luôn mà làm nó ít đi. Mình chơi hết tiền là mình làm tiếp. Như vậy thì thôi chứ. Nước tẩy nó là về. Không có nước tẩy tịnh cho là cho cái nào ra cái đấy. Ừ. Ôi giời thế chắc tình anh em quá. Thế tình anh em gì vậy mà tình anh em tình nghĩa anh em đã chắc bền lâu anh nghe chưa? Cái gì bình 290, 10.000, 280 chứ. Gì 280? Không bớt từ cái tiền gì nó mấy chục ngàn nữa còn 20 đứa. Rồi. Mày không có nợ nữa lên phèn. Mệt lắm. Mày nợ cuộc đời này, nợ mất tình nghĩa anh em lắm. Nợ lên là cứ họng to lên là mất tình nghĩa anh em ghê lắm. Tốt nhất là mai không nợ. Mẹ mai có mà được mẹ ăn thì đi vay ăn thì phải thôi. Rồi, bây giờ không làm phiền anh em nữa. Thì anh em ở đây nó trả tiền thì chúng ta vui vẻ tiền anh em thôi. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Rồi thì lúc này anh em ở đây vấn đề là cái file gốc là cái map gốc thì anh em có thể mở bất kỳ một cái vấn đề nào tùy chọn từ cộng 2, cộng 3, cộng 4 đúng không ạ? Đấy, cộng 6. Ở dưới này là cộng 7, bô xăng lửa. Đấy, 13.000 RPM. 14.000 RPM ở trạng thái cực đại. Thì lúc này anh em mở được ở công suất như thế này thì tất cả chúng ta muốn rồ ga ở trạng thái hết tay ga thì anh em phải để động cơ khoảng 70 độ đến 80 độ, chứ không phải một con xe ở trạng thái nguội anh em lấy IC ra thì động cơ lúc này đã tụt xuống rồi. Tụt xuống nếu anh em mở lâu thì khoảng tầm khoảng còn 5 đến 40 độ, thì anh em nhiều anh em lắp vào ở trạng thái động cơ nguội thì lúc này nhớt nó hồi về hết rồi, anh em nổ lên cái anh em vít lên thì nó rất nguy hiểm cho động cơ. Thì anh em hãy để cho nó đờn đờn guarantee một tí. Đúng không ạ? Cho động cơ nóng lên thì lúc này để tất cả là nhớt nó được bôi trơn lên cam cò xi lanh piston bạc. Thì lúc này anh em vuốt tay ga que một cái thôi. Đấy, để cho chứng tỏ là khách hàng đứng bên cạnh là chúng ta bảo ok. Còn anh em ra đừng có ở trạng thái không tải ngồi cứ vuốt tay ga, nó rất nguy hiểm. Khi mở remap như này nó hên xui cục xe chết thì mình không nói rồi. Nó rớt piston bạc ra ngoài ấy. Đấy, nó rớt bít tông bạc cam cò ra ngoài thì thật sự chúng ta có mà mở hàng trăm con IC này mẹ không đủ tiền đền đâu. Mọi người đồng tình không? Bấm xem cái ok đi. Ừ. Rồi, vàng. Đội một tổ can sang quần này. Rồi, bán cha nó mua rột can rồi. Mua tổ can giờ làm cái gì nữa không? Vàng dưới này. Đấy. Ok, đường xa mắt mờ, lóng tróng à nè. Đấy, xong. Ok chưa, đây nó hơi trơn rồi. Đấy, anh em nhìn lại. Đấy, cảm thấy nó chưa ok cái dây này lắm, nó chưa vào thịt. Cắm cho nó đúng vào thịt. Đó, ok. Đó, anh em lấy cái tay giữ ở đây.
nó chạy này cũng nhanh thôi, giữ. Rồi dưới cái bàn này nó hơi bị lắc này anh em thấy không? Ừ. Rồi chúng ta lúc này hãy bấm 13.500 rồng RVM. Đấy anh em thấy không? Đó. Vào hơn tên. Nó hơi bị tối nha anh em. Thì anh em phải lấy cái bóng đèn. Đấy, ok chưa? Rồi, lúc này chúng ta nâng cấp nạp phần mềm chip chủ MCU thành công. Rồi, chúng ta lấy ra. Đấy, cái cây này làm thì hơi bị ngắn, anh em có thể làm cây dài hơn tí để chúng ta có cái thế chúng ta cầm nó tốt hơn. Hoặc là anh em không cần cũng được. Rồi, một cục sau. Rút nguồn. Rồi, chúng ta tiếp tục tháo cáp. Để cái máy qua một bên. Rồi, cục này thành công. Rồi, anh em hàn lại. Hoặc là anh em ở nhà tự hàn. Mình bôi cái về nhà anh em muốn lấy cái khuôn đấy. Mở thì ok. Mình sẽ hàn lép cho anh em một tí thôi. Đấy, cái này giống hàn nhựa thôi mà có cái gì đâu. Rồi, về nhà anh em có thể bậy lên là nó sẽ ra nhá. Đấy, nếu anh em nào muốn tua thì anh em sẽ bấy vào đây. Đấy, còn ở đây mình kiểm tra mô hình đồng hoàng cho anh em. Đánh lửa trên này thì anh em cứ yên tâm, đồ mình bán thì riêng cái điện tử này ấy. Đó, mình sẽ bỏ lên cái mô hình như kia. Mình sẽ kiểm tra đầy đủ đánh lửa, mình mới giao. Thì cục đầu tiên thành công. Lê Xuân Giáp ăn hơi tí, ăn bắt bẻ của thằng em này hơi bị nhiều. Ăn bảo chưa thấy cam cò bít tông bạc rớt ra ngoài đất bao giờ. Thì em ở đây em nói một cái để cho mọi người ok thôi. Đấy. Đấy, mọi người hiểu không? Anh ơi, lát livestream xong anh lưu lại cho em xem khúc đầu. Nguyễn Dương Ngọc Sơn khỏi cần phải lưu luôn, tiếp tục mở thêm cục thứ hai cho anh em xem luôn. Mổ tới 3 cục cơ mà. À, mổ tới 3 cục cơ. Đấy. Yên tâm. Ok. Cứ yên tâm, mình mổ tới 3 cục cơ, không cần phải lưu đâu. Mình thì ít đăng lên YouTube lắm, có anh em nào lấy đăng lên YouTube thì đăng. Ok, vuốt. Đấy. Vuốt cái mỏ này cho nó sạch. Ai bảo hàn mỏ hàn sung này chết linh kiện. Chết linh kiện hay xong do người sử dụng. Đấy, nhiều các cao thủ tiền bối cũng bảo hàn mỏ hàn sung này chết linh kiện. Chết hay không là do mình. Ok. Xong. Đó, khá là tối. Dạ, ăn quá tốt bụng, cảm ơn anh. Nguyễn Dương Ngọc Sơn, ăn mua phụ tùng hay là cần cái gì yêu thì ủng hộ em là được rồi nha. Ok. Nào thì khuân, anh em nhiều lúc đầu tư cái khuân bay cả hơn 1 triệu nữa, về nhà biết bao giờ lấy lại vốn. Cắt mạnh thì nó ra 4 cái nẹp và đúng góc. Cần gì phải nẹp. Đấy, xong. Tay chúng ta nhấn thì chúng ta phải có cảm nhận. Má nó nhấn mà còn gái cái này nó kêu ai gái mà cái này nó không có kêu. Cho nó khỏi nhựa thông dính. Tùy anh.
Đó, đây anh em lại ra được vậy là thôi rồi. Còn mình muốn cho anh em nhìn thêm tí nữa. Đó, thế thôi. Ok chưa? Đó, nó vừa tới nhú đồng, nhú nhú chì này. Đấy, chúng ta nhìn thấy hai điểm chì không? Nó sát nhau. Chúng ta cắm vào. Đấy, dây cam ở bên trên, dây vàng bên dưới. Cái khuôn này anh em đặt một cái là ok ngay. Đấy, anh em làm cái này này. Đây. Đúng chưa? Đấy, 2-15 này. Đó, ok không? Đấy, đây. Khuôn hay không? Khuôn do anh em tạo, anh em làm một lần thì không bao giờ gọi là hư linh kiện cả. Ở dưới này không có cái gì luôn. Chỉ sợ anh em chọc mặt nó bị dắt cái đường chỉ chạy. Đấy, còn bây giờ anh em chỉ cần nớm được cái đấy anh em thấy cái là xong. Tối mai mình lại phải, tối sáng nay mình phải 2 giờ, mình thức tới hơn 3 giờ mình đi lấy thức tẩy nữa rồi. Nước tẩy hết rồi nha anh em. Đấy, sáng mai nó mới về sớm, mình lại tiếp tục lặn lội. Đấy, xong. Rồi, ok, chúng ta lại tiếp tục. Cái dây màu đỏ này sẽ là chân 21 pin. Chân tím, chân 20 pin. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục cái dây này. Cam lên trên, vàng dưới, kết nối với máy smart tool. Cái đá từ từ hạng cắm. Chúng ta cấp cho nó một cái nguồn bình điện cũng được, adapter cũng được, miễn sao nó sẽ là cái nguồn 12V. Vào remap. Ok. Mở tua này lấy anh em có 50 ngàn à. IA Ad Center 1518 bấm Enter. Mở tiếp tục. Rồi cái này mở 12.500 RPM thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục cắm. Vàng dưới cam trên. Rồi ta có cái đường chỉ này. Ok này. Rồi là xong. Bây giờ nó chạy đi. Chúng ta phải cảm nhận được cái tay là nó chạy. Đấy, dây đây nó đang vướng. Tay nó chạy ở vị trí là chúng ta phải cắm lại. Bởi vì chúng ta đang kê cái này nó hay bị gập gần này. Đó. Ok chưa? Rồi chúng ta lấy cái tay chúng ta vịn ở đây để chúng ta làm cái điểm tựa. Rồi tiếp tục bấm Enter. Đó, mục đích của chúng ta tới là ok. Giả nhất trí ăn. Xe máy Cường Huế Smart Tool bản R không mở được. À sư phụ đúng rồi, R cộng hoặc là bản G. Thì anh em nào đêm nay mua cái máy này tri ân anh em phần quà luôn. Chúng ta không có nhu cầu mở tua đồng hồ Oleo thì chúng ta không nên sử dụng cái bản R. Làm cái gì? Chúng ta chỉ cần dùng bản G thôi. Nâng cấp phần mềm chip chủ MCU thành công. Xong, con thứ hai. Xong, lại tiếp tục rút cái nguồn làm nhẹ nhàng thôi. Đó, đừng lung túng. Anh em mình thấy không? Làm cái nghề này không được lung túng. Tiếp tục bịt lại. Nhiều anh em có cái khuôn, anh em bảo chê móc này xấu, có hư hỏng đâu mà xấu, hàn nhựa lại là xong. Cái vấn đề là chúng ta có làm được việc hay không? Lơm lúa. Đấy, dán con tem vào đây nữa là xong. Rồi, về nhà anh em nào bấy lên coi mối hàn thì anh em bấy nhá. Rồi, làm xong nè, mỏ hàn này mọi người nè. Đấy, luôn luôn có cái quần jean. Thấy chưa? Chùi nó vệ sinh nè. Đó là chúng ta vệ sinh mỏ hàn. Tiếp tục cục thứ ba. Đấy thì khuôn anh em như thế này. Đấy, chọn vị trí. Đây mũi tên đi lên. Ok chưa? Đó, mình đã kẻ rồi. Bằng cái cạnh này. Bằng cạnh này. Đấy, bằng cạnh dưới này. Thấy chưa? Đấy,
Còn S29 thì anh em sẽ lấy cái điểm tượng này mặt trên. S29 mổ cái vặt ngang. Ví dụ như kiểu 2021 thì anh em lại quay cái mặt này lên mũi tên bên trên. Còn nó sai trái kệ nó, cứ lấy mép bên ngoài. S của 2021 thì anh em phải dọc xéo. Đấy, là chúng ta sẽ có một cái khuôn hoàn hảo. À, ok, hết 3 triệu xe máy Cường Huế. Tiếp tục. Yeah. À. Ok. Trời ơi, thua. Em làm sao mà em nhớ giỏi mức độ như vậy được. Em nhớ được cả người ở đâu nữa thì đúng rồi, em thiên tai. Gọi cái, tí gọi cái là quen ngay thôi. Bốc vào Zalo, Facebook gọi luôn rồi làm quen. Úp. Úp. Món gì mà hay thế sư phụ? Món chọc ngoáy. Mai cho em nghiên cứu nhà ăn. Rồi em móc phát ra luôn này. Đấy, em không cần dùng nhíp. Đó, quen tay nó hở chì đây này. Mọi người thấy không? Đấy, nó hở đường chì luôn. Ừ. Đây. Bây giờ nó hở tên lét đường chì luôn. Này. Gấp cái. Ok. Rồi xong rồi đấy. Mổ tiếp. Tiếp tục lại kết nối. Cứ ngồi như vậy ăn xong mổ ngày hơi bị nhiều. Mọi người thấy không? Nếu mà không có mọi người thì em chỉ cần cái này em khoét cái nó lên thôi. Đó, cái này em chỉ cần khoét cái lớp keo trong này cái thế này nó lên này. Đó, là nó hở ngay. Đấy, hôm nay em sẽ làm cho mọi người từ từ, không có gì giấu hết, chỉ cần anh em mua phụ tùng ủng hộ thôi. Còn những anh em nào Hà Nội yêu mến Đình Tuấn, tham gia khóa học full cho anh em từ động cơ cho tới hệ thống FI, cho tới làm nồi, cho tới làm lợi xăng luôn. Đấy, anh em Hà Nội nào ok, bạn bè chuẩn bị, chúng ta tập trung đi. Đấy, chúng ta gặp nhau Hà Nội làm khóa FI được không mọi người? Những anh em nào tỉnh thành khác ấy. Đấy, hơi bị cao này mọi người này. Đấy, nó phải êm như thế này. Xe cộ em di chuyển phê quá. Thật sự bây giờ anh em ở khu vực phía Bắc, anh em khu vực phía Bắc mà thật sự có xe đấy, mỗi người có con xe thì em dạy em đi ra nó nhàn vã hơn. Còn bây giờ mà anh thì hai con rồi thì mới anh em nào có con nữa thì nó ngon. Bây giờ em lôi nguyên cái dàn xe em ra ngoài đấy thì thật sự nó rất vất vả. Quá phê cho em. Anh em nào đến thì mang xe đi thực hành luôn. Ừ. Ngon. Ai già ăn này muốn nồi và làm lợi xăng à, thì em sẽ thông báo cái nồi và cái xăng luôn đi ha, cho nó có cái giá nó hợp tình hợp lý đi. Nồi và xăng. Đây, con này con của anh nha. Ê. Lấy cả ba con mà. Ba con, anh chỉ một con thôi. Hai con kia của mấy ông kia chứ. Anh con ngoài đấy, anh ngoài làm gì có sai, em làm xong em gửi về. Có điều không? Có winner. Có winner. Làm luôn. Ok. Ờ, mai mở tour winner. Rồi xong. À chết. Lỗi kết nối bởi vì chúng ta tay lại nhanh hơn mắt. Rồi không sao. Tiếp tục vào lại. Yeah. Ok, 12.000 RVM. Tiếp tục chúng ta lại cắm vào. Đấy, vàng dưới cam trên. Ừ.
này mọi người được học trực tiếp ấy, mọi người làm thì nó mới có cảm giác hay được, còn cái này nó nhìn qua. Đấy, tiếp. Đấy, bị lỗi này. Đấy, mình đang cắm chặt này. Đó, sai vị trí này, thoát ra này. Vào lại này, cắm lại này. Đó, nó kêu tóc cái lại chặt lỗ này. Nó bị trượt bởi vì ngay cái chỗ chì, anh em hiểu không? Đấy, chì nó hàn nó sẽ có cái đầu đi lên. Đấy. Đó, thấy chưa? Rồi, xong. Đấy. Rồi. Chúng ta cất máy qua một bên. Để lại hàn lại. Thì buổi tối nay sẽ có 150.000. Đấy, ngày mai chúng ta lại có cái gì chúng ta ăn? Cà phê, cà yếc tẹt. Ừ. Có anh em là khu vực phía Bắc muốn yêu mến em. Đấy, em ra tận Hà Nội luôn. Thì anh em phải đăng ký cái số lượng phải nhất định người thì em mới ra được. Chứ bây giờ em cảm ơn những anh em mà luôn luôn đồng hành và tin tưởng. Bởi số lượng mà nó không đủ thì em chỉ có ra chơi thôi. Ra chúng ta gặp nhau, hẹn nhau một cái giờ, cái ngày nào đó, tập tụ ở đâu ấy. Đấy, anh em mình làm cái tiệc ăn đồng chia đủ hết, không có ai bao ai cả. Đình Tuấn cũng vậy, chung chi hết. Chầu nhậu này 5 triệu chia ra khoảng 20 người. Đấy, nó ok. Mọi người hiểu không? Đấy, dán con tem lên. Có cái gì đâu mà xấu thẩm mỹ cái gì, miễn sao không chết. Gì đâu mà nhiều ông mẹ cứ xấu quá. Xấu quá, cái quan trọng chúng ta làm hiệu quả xong. Cái này muốn ngon nữa thì vét tí nữa là xong, có cái gì đâu. Này bằng nhựa mà. Ok. Đấy, 3 cục, 2 cục này anh em nào về nhà cứ muốn mở tour, nhìn thấy vị trí hoặc làm khuôn. Cái này em để cho mọi người về nhà làm khuôn này. Những anh em nào chưa có này. Đó, được chưa? Đấy, 2 cục này em ship đi này. Anh em bậy lên anh em làm cái khuôn. Đấy, lấy tấm pin. Tấm pin này hay dán những cái màn hình Nvis hay tất cả những cái đồng hồ bị cháy pin. Ra điện thoại, xin một miếng người ta cắt cho. Về nhà làm cả cái khuôn gì, Smoky. Rồi. Cái này là 2019, tất cả những Smoky 2019 của nút đề. Rồi, cái này của 2020. Đấy, clip Valeo AB 2020 trùng. Đấy. Rồi cái này của 2021. Loại SU 21 chân. Đấy thì anh em chỉ cần bỏ đây cái anh em cắt là xong. Không sao, Minh Mẫn. Chạy lại anh em. Dỡ kim ra chạy lại bình thường. Đúng rồi, cả cáp. Cả cáp mọi người ạ. Cả cáp. Rồi, con của anh. Rồi, con xe, con này của anh Cường. Xong. Rồi con này của tiếp tục của một người anh em nữa. Mình tạm thời đang hết, 3 ngày nữa mới có hàng. Đó, thấy không? Đơn giản không? Dùng cái mỏ hàn này về nhà mua khoảng vài mét đồng. Mét, 2 mét treo ở đó. Winner hả? Winner mở tua cổng cà lai. Trên xe kia mai anh cắm vào, anh lấy cổng cà lai, anh vít lên là xong. Chỉ có IA anh phải khui thôi. Như thế, cái phần mềm đấy á. Đúng rồi. Anh vẫn có ở trên máy vi tính, trên laptop đấy gì. Và đây có cái đồ đây luôn thì anh làm cho nó khỏe. Đấy, ngày mai lấy máy, tối mai chơi một bữa, rồi anh về, rồi hôm sau em lại tiếp tục dạy cái làm lợi xăng. Đấy, anh em nào quan tâm về thiết bị máy,
đấy, hoặc là EC 8.000 nhỉ, 8 đúng rồi. Đây còn anh em nào, bạn bè nào chưa có máy thì mọi người cứ giới thiệu ủng hộ mình, bán mấy cái này kiếm tiền cà phê thôi, chẳng có chiết khấu nhiều đâu, bởi vì nó khá là rẻ. Đấy, như kiểu EC đây các bạn xài khoảng năm hay vài năm, bởi vì nó khá rẻ, các bạn có thể bỏ luôn. Đấy, không cần phải bán hoặc là nâng cấp gì, bởi vì cái này nó khá là rẻ. Đấy, 3 triệu đổ lại thì các bạn sẽ có ngay SC2 kết nối full những dòng xe Honda, nạp nâng cấp phần mềm, đặc biệt chúng ta tua Oleo cực kỳ là dễ. Đấy, cái này chỉ cần hàn vài sợi dây chúng ta tua đồng hồ lấy Sparky. Đấy, cực kỳ là dễ. Đấy, bây giờ mình sẽ lấy cái Sparky cho anh em. Đấy, thôi để hẹn anh em bữa nào đi, sợ thời gian nó dài quá. Bộ Alaster này là làm gì? Vừa remap, vừa tua đồng hồ, vừa Sparky. Ở trên này rất nhiều, đơn giản một cái bo này. Đấy, và cái này để chúng ta kết nối với những dòng xe Honda. Đấy, cực kỳ, chúng ta cắm vào chúng ta sẽ lướt và đồng thời kết nối Bluetooth. Cái này hơn 2 triệu, 3 triệu đổ lại. Đấy, thì anh em nào yêu mến, dùng vài năm bỏ hoặc là bán rẻ lại, triệu cũng đầy người mua, cực kỳ là dễ. Thì có thể là anh em kết nối như thế này. Đấy, anh em chỉ cần cắm vào đây thôi. Đây này. Đấy, cắm cho nó chắc. Honda này. Rồi, anh em chỉ cần bật khóa điện thôi. Có một cái nguồn nó nuôi. Đấy, anh em phải nhìn thấy cái này nó có hai bóng đèn. Đấy, có nó sáng ở đây không? Đấy, anh em nhìn thấy ở đây, hai quả led nhỏ. Thì nó sẽ ok, còn không lên thì anh em phải kiểm tra và đồng thời bảo dưỡng, bảo hành lại. Thì anh em chỉ cần ngồi từ xa. Như thế này thôi. Đây. Đấy, rồi kết nối xong, cái điện thoại này chúng ta vừa nghe vừa gọi, vừa làm được khá là nhiều. Xem phim, lướt web đầy đủ ở trên mạng này. Đấy, rồi chúng ta sẽ tải ứng dụng, chúng ta sẽ điền tên số điện thoại vào. Đấy, cực kỳ rẻ. Đây, công nghệ trao tay, người thợ Việt. Thì ở đây sẽ là PGM FI, thông tin tài khoản về bạn, ví này ngôn ngữ tiếng Việt. Đấy, địa chỉ Đình Tuấn. Đấy, tay ga cửa hàng. Số điện thoại 9779 cuối. Rồi Oleo, Sparky, tài liệu cho chúng ta tra cứu. Đấy, thấy không? Dàn sắt sử dụng trên này luôn. Đấy, rất là nhiều lead đủ các kiểu. Được chưa? Ví dụ như vào xe gì, sơ đồ ECU của RSXAT. Đó, bấm vào đây. Nó cực kỳ là tiện lợi để cho anh em sử dụng. Đấy, các loại ở trong này cho anh em ốc vỉnh chỉnh sửa. Đây, cái sơ đồ. Đấy, thì cái này nó sẽ bằng quy luật da bạc trắng đen. Xuất hiện cái lỗi là map sensor, TBS sensor. Thì sensor sẽ là cái gì? Nó sẽ là tất cả là một cái điện áp. Đấy, để gửi về IC, IAT, ECT, O2, vị trí chân. Đó. Rồi bây giờ đó là sổ tay. Còn anh em muốn tua đồng hồ Oleo vào đây, Sparky. Mình sẽ làm cái mô phỏng, anh em nào mua thì ủng hộ nếu có tiền. Nó rẻ. Mình đầu tư cái này mình bán, thật sự nói xạo với anh em chứ lời được chắc hơn 100.000. Đó, hơn 100.000. Đấy, còn anh em nào yêu mến thì ủng hộ mình, lời đúng cái máy này bỏ ra hơn 2 triệu. Nói thề với lòng luôn, lời được hơn 100.000. Có thể anh em gọi tới công ty luôn. Đó. Ăn thuốc gì thuốc. Đây. Ví dụ như kiểu đây PGM FI. Thì tạm thời chúng ta mới có bản mới là Honda. Sau này sẽ là nâng cấp IA và Piaggio. Thì cái đó nhà sản xuất đầu tiên. Thì chúng ta phải làm gì? Phải kết nối Bluetooth. Rồi chúng ta kéo xuống Bluetooth. Rồi chúng ta tắt hết đi. PGM FI Honda. Rồi chúng ta ở trong này cho phép truy cập
chỉ một lần. Đây, lúc này EC đang quét. Đấy, anh em nào ok đó. Rồi, anh em nhìn thấy không? Bộ nhớ đang xuất hiện cho chúng ta báo là nhấp nháy là xe này đang có cái mã lỗi. Thì chúng ta phải cần nhấn vào trong này. Thông số, hiệu suất động cơ, đánh giá cảm biến. Đó là chỗ vấn đề để chúng ta chẩn đoán đấy. Đấy, chẩn đoán. Còn nhiều người nói chuẩn đoán thì sai nhá. À, chuẩn rồi thì không cần phải chẩn đâu. Rồi, đọc. Thì ở đây sẽ hiện ra chúng ta cái gợi ý là lỗi số 8/1. Đấy, tên lỗi hiện tại và tên lỗi quá khứ. Thì có thể là hiện tại là nó sẽ chất lỗi ở trên đèn FI. Còn cái này lỗi quá khứ là cái lỗi mà anh em thợ nào háo ra làm mà lúc này chúng ta chưa xóa lỗi, thì lúc này là sẽ lưu lại một cái lỗi quá khứ là cái lỗi lịch sử. Đọc. Đấy. Động cơ vận hành kém khi tăng tốc, đúng rồi, bởi vì TB đang có vấn đề thì chúng ta tăng tốc sẽ không ngọt. Đọc lỗi tín hiệu cảm biến gốc. Đấy. Mở của tay ga. Đấy. Lỗi tín hiệu cảm biến gốc mở tay ga. Giá trị điện áp dưới mức quy định. Kiểm tra mặt dây cảm biến ECU hoặc tham khảo. Thì cái này mình chỉ anh em thôi. Phát 1 hủy. Đấy. Rồi cái thông số. Đấy, nó cực kỳ là đơn giản, không có gì cả, cực kỳ là xấu. Rồi TBS hiện tại đang là 0V. Góc mở bóng ga 0,0. Bởi vì điện áp lúc này nó dưới giá trị. Ừ. Đây, cảm biến bóng ga cho anh em nè. Đấy. Đó, chúng ta sẽ ở đây sẽ có những cái gợi ý cực kỳ là dễ. Đấy, gợi ý. Đó, gợi ý. Vân vân. Đấy. Dưới này, trên này độ. Gợi ý. Chân trống, nói chung là đầy đủ. Đấy, hiệu suất động cơ. Thì cái này các bạn muốn ok thì nó phải nằm ở nhiệt độ trên 80 độ C. Chưa đủ điều kiện. Về chức năng này, nhiệt độ động cơ phải đạt 80 độ C là cái lý tưởng nhất trên con xe FI. Đấy, đánh giá cảm biến vân vân. Đây, cảm biến nè. Đấy, thì ở trong máy này cho phép các bạn là từ 0,4 đến 0,6 là nửa vôn đấy. Đấy, ở đây là 0,0. Được chưa? Đấy, đánh giá cảm biến này các bạn này, TB đang có vấn đề. Thì ở đây cái dao động cho anh em là 0,4 cho tới 0,6. Thì mình dạy anh em là từ trên 200mV là 0,2 cho tới 0,7. 0,7 có nghĩa là anh em lúc này kéo TB cao. Đấy, để giảm triệt tiêu cái vấn đề hụt ga. Còn ở đây nhà sản xuất cho anh em từ 0,4 cho tới 0,6. Đấy, ok, nói chung là đủ các loại vấn đề cho anh em tham khảo ở trong này. Bấm vào. Đấy là đánh giá cảm biến đang có lỗi. Đấy, thì anh em nào yêu mến thì thật sự mình bán cái này mình lời được 140.000. 140.000 nếu anh em nào yêu mến đấy thì ủng hộ. Còn anh em nào muốn rẻ hơn thì mua nhà sản xuất. Mình lời được 140.000. Đấy, khó cái gì thì cứ gọi mình giúp. Mình cái gì mình buôn bán mình nói thật luôn, mình bỏ ra hơn 2 triệu gần 3 triệu mình thu về đúng tiền lời 140.000. Thì anh em nào suy nghĩ nếu chúng ta tính toán nếu bỏ ra hơn 100.000 nó lớn thì anh em có thể mua thẳng công ty. Đấy, còn tình nghĩa anh em tôi bán về vốn luôn. Đấy, không cần hỗ trợ. Đấy, thì tất cả trên YouTube nó đều có mấy cái này rồi. Đấy, có thích thì mình bán về vốn cho anh em luôn, mình lỗ tiền ship. Đấy, cái vấn đề ở đây là anh em mình nó phải vui vẻ. 2.860.000. Còn anh em nào ok thì bo cho mình 1.400.000. À, 140 nữa cho đủ 3 triệu. Đấy, ok chưa? Tuấn là nói thẳng, anh em chắc biết cái máy này rồi. Máy này mua thì chẳng có chiết khấu đâu, đừng có nói chiết khấu. Bởi vì nó khá là rẻ. Đấy, không như Smartoon, mình chiết khấu được ít phần trăm. Bán nhiều lúc tặng quà mọi người nữa, thật sự nó lời mỗi cái tình cảm. Rồi, ở trong này mọi người muốn làm gì thì mọi người từ từ, mọi người về nhà mọi người phải từ từ. Đấy, cài đặt.
Nè, cập nhật ECM. Đấy. Sidengen. Sổ tay kỹ thuật. Reset SCU. Xóa bộ nhớ. Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái cà lê ở đây. Chắc anh em ai cũng biết. Đó, cập nhật. Reset sổ tay. Sổ tay để chúng ta tra cứu ấy. Sơ đồ mặt điện. Nói chung là tá lả tí tung. Đấy, cầm điện thoại cứ vậy vuốt. Nếu anh em nào có cái máy tính bảng thì nó gọi là tuyệt vời. Được chưa? Đó. Cái này máy tính bảng thì iPad thì ăn nghe điện thoại rồi bình thường, có gì đâu. Thì cái này màn hình nó sẽ to hơn. Thì những cái điện thoại này nó màn hình nó lại ngắn hơn. Cái này ăn lên cái này tí nó sẽ cấp độ. Đấy. Đúng không? Nó sẽ lên một cái cấp độ màn hình nó sẽ lớn hơn. Không ai không mở tua được cũng mở được chứ? Thế thì có gì nhỉ? Thế thì mua con này thì... Mai em sẽ chỉ cho anh. Đỡ thì mua con này, đỡ thì đổi một tục an, đúng không? Thì anh muốn đổi cái gì thì em bitch. Thì chối bố anh. Mà anh tiền nhiều mà. Đấy, tiền nhiều thì chẳng bao giờ phải nghĩ ngợi ở cái cuộc đời này cả. Đồng tiền nó kiếm ra dễ thì thật sự ở cuộc đời này nó chỉ là hư vô và tích tắc. Vâng. Rồi chúng ta lại nhìn thấy ở đây cái nhông. Đấy là cái cài đặt. Đây là công cụ sửa chữa. Cái nhông này thì đương nhiên nó sẽ là cài đặt. Đấy, ô vào đây. Rồi chúng ta rất nhiều không? Và Plus SU. Rit Plus SU này. Tum Ninh này. Mẹ tá lả trong này, thấy không? Chọn file trong máy, thư viện. Đấy, tá lả. Thì cái này có thể đấy, ở đây này. Từ từ. Đấy, thư viện này. Đấy, chọn file trong máy này. Ôi. Cái này chỉ có tí toán. Đấy, thử xem. Đấy, mai mình nghịch. Đây. Đây, chúng ta sẽ chọn update này. Đấy, Ablack này, Winner này. Supra này, Ablack này gì này. Ui, rồi này là đấy, đấy, đấy. 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 Dạ, yeah. Trong này này. Đấy. CPR150 gì K1588 này, Remap này. Đấy, những xe mô tô anh em không có. Này, thì The Ram 110 này, nhớ cái mã IC là 38770 KZV A61 thì anh em phải mở cục IC hoặc nhớ đời xe. Đó, cái này nhớ nạp cho nó đúng file. Cái này chẳng khác nào cái file trên máy tính này, Winner này. K56 này, V51, cái này là Winner đời mới này. Đấy, K56 này, V lung tung, 51, cắt tá lả, V01. Xong, đúng rồi. Ừ. Này, cái này là V01 này. Đấy, Winner V1 này. V51 là Winner V2 này. MSX này. Đó, anh em remap mở tour thì anh em phải nhớ cái mã IC. Future này. 2020 đến LED này. 38770 này, K73 V81 này. Đấy, Winner K56 này, NG1 này, của Tàu hay là của Thái gì đấy. Rồi Future 125 38770 KIZG01 mở đúng. À, có thì mở, không có thì thôi. Đó. Được chưa? Đây, Remap SU này. Đấy, Tung Pro thư viện này, chọn vào thư viện đấy. Thấy chưa? Nó khá là nhiều. Đấy. Flat SQ này. Đấy, để đảm bảo nguồn pin điện thoại này trong suốt quá trình remap pha flat SU này, thấy không? Nó cảnh cáo kinh khủng luôn. Này, chúng ta phải nhận thông tin chất sum này. Đấy, phiên bản này, cái này chúng ta phải học tiếp. Đó, rất nhiều. SQ này. Update này, SU dữ liệu mặc định trên hệ thống. Ồ, cái này nó khá là nhiều, về nhà tham khảo. Đấy, cập nhật SC Pro, thông tin xe chẳng hạn như vậy. Đó, tá lả thì tung, hủy. Thông tin xe này. Nè, loại xe này, lít này, remap rồi này. Đấy, xe này đã có cụ nào remap này, nó hiện thị trên này luôn. Ví dụ dùng thiết bị máy Smart Tool remap lên 7667. Nó hiện thị cho anh em là con lít. Đấy, lá remap.
Mẹ cái tiếng này tiếng lái mới ghê chứ. Đây, ông cụ nào remap con IC là cái máy này cũng biết. Lít lá remap. Lá remap. Rồi, rồi. Của ECU này, ECU ID này đúng rồi, 7678 là lúc này dùng sớm tool. Chúng ta mở thì đương nhiên sẽ thay sai bốn cái số cuối của ECU. Này model của nó là 2014, dung tích là 125. Đấy, ngày kích hoạt là ngày 14 tháng 9 của 2022. Đấy, nó rất tiện thể cho quý vị. Đấy, thì mình cứ live stream thôi, anh em mua của ai thì mua. Đấy, ok. Rồi, cái video đến đây tóm tắt. Xin chào mọi người. Chúc mọi người chủ nhật hạnh phúc, vui vẻ bên gia đình và tình yêu của mình. Và ngày mai thứ hai đầu tuần, chúc cả nhà ngủ dậy, đưa gia đình mình đi ăn sáng ấm no, tiếp tục về công việc hàng ngày. Và ngày mai chúng ta lại ngủ dậy, phải đưa các cháu tới trường. Video thời lượng tới đây xin phép được tạm dừng. Và bây giờ cũng là 22:56 giờ Bình Định nữa. Tới đây cũng xin phép chấm hết và tạm dừng. Chà, đã 11 giờ. Đấy, nhằng cái là 11 giờ. Cảm ơn quý vị offline.